Lan Anh đây. Và ngày hôm nay mình rất vui khi được đồng hành với các bạn trong chương trình Tâm Thư Tuổi Trẻ. Hôm nay chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe một cuộc tâm thư của bạn Hoàng Thị Mỹ với chủ đề Ước mơ tương lai của em các bạn nhé. Trẻ con đứa nào chẳng thế, nay thích làm cái này, mốt thích làm cái kia. Câu nói của một người lớn khi đứa con của mình nói về ước mơ của nó, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Mà đúng, đúng không các bạn? Ai mà chẳng muốn mình trở nên hoàn hảo trong tương lai chứ? Ai mà chẳng có một thói ngây dại cứ ước mình thế này, thế kia nhỉ? Có ai mà chưa từng xem phim siêu nhân mà không bảo tao chọn siêu nhân gao, siêu nhân vàng đâu chứ? Rồi là còn cái gì mà trở thành siêu anh hùng này nọ? Nghe có vẻ rất oai đây. Ôi biết bao nhiêu ước mơ xịn sò của tuổi thơ chúng ta, ai còn nhớ. Nhưng mà tạm chia tay với tuổi thơ, chúng ta phải lưu lời chia buồn với tuổi thơ siêu hồn nhiên ấy để bước vào độ tuổi chín chắn hơn một chút rồi. Vậy là không còn ước mơ mình làm công chúa hay siêu nhân mà đi giải cứu cả thế giới nữa các bạn ạ. Và rồi ước mơ nối tiếp ước mơ sẽ vẫn còn đó. Và mình cũng vậy. Thôi có thể cái ước mơ đó hơi viển vông thật, nghe có vẻ khó để thành hiện thực lắm. À mà đó là lời mọi người nói về ước mơ của mình thôi. Ai cũng bảo vậy. Sau khi nghe câu trả lời của câu hỏi sau này con muốn làm nghề gì, biết chưa câu trả lời của mình chắc sẽ là những ngành rất hot như là công an, giáo viên hay bác sĩ. Cả nhà lại nhầm cả rồi. Con không giống như các bạn, chẳng được với những ước mơ sâu xa ấy. Ước mơ của con chỉ đơn giản thôi là dành hết thời gian cho văn học, muốn mình trở thành một nhà phê bình văn học. Một ước mơ có vẻ khá bình thường của mình đó các bạn. Và nhìn vẻ mặt của gia đình mình, chắc họ ngạc nhiên lắm. Ai cũng bảo sao lại có một cái ước mơ nó viển vông thế được. Ai cũng không thích nhà mình có một nhà văn thì phải. Chắc vậy rồi, vẻ mặt của người lớn nói lên tất cả mà. Đối với mình thì chả quan tâm mọi người nghĩ gì lắm. Mình thích thì mình cứ làm thôi, chưa chắc rằng mình sẽ thực hiện được.